Theo thống kê đến nay, nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Bảo Lộc đã hỗ trợ thanh niên, hội viên thanh niên phát triển kinh tế do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố quản lý với tổng dư nợ gần 100 tỷ đồng. Với trên 1.650 hộ được tiếp cận nguồn vốn, trong đó nhiều mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ từ các nguồn vốn vay ưu đãi được phát huy và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, thực hiện đề án chính sách khởi nghiệp cho thanh niên. Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đã thẩm định 28 trường hợp đủ điều kiện vay vốn khởi nghiệp. Trên cơ sở này, Ngân hàng Chính sách thành phố Bảo Lộc đã xét duyệt và giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi giúp thanh niên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh như nuôi ếch, nuôi lương, nuôi chim cút, trồng hoa lan, kinh doanh cây giống, chính dụng chính sách không chỉ là điểm tựa giúp đoàn viên thanh niên khởi nghiệp vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mà còn góp phần giúp các tổ chức đoàn hội tập hợp thu hút đoàn viên thanh niên qua đó tạo sự gắn kết giữa đoàn viên thanh niên với tổ chức đoàn hội trong quá trình thực hiện ủy thác vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội thành phố cán bộ đoàn nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên từ đó phối hợp tư vấn hướng dẫn hỗ trợ nhờ vậy mà hầu hết thanh niên được hỗ trợ vay vốn đều vươn lên trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế địa phương điều đó góp phần thu hút đoàn viên thanh niên ngày càng gắn kết với các cơ sở đoàn được công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng đi vào thực chất có chiều sâu